huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Những chiếc xe tự chế chở hàng hóa, vật liệu xây dựng chạy như mắc cửi ở hầu khắp các tuyến đường. Về lý thuyết, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện thì xe tự chế như công nông, xe ba bánh, xe kéo, đẩy bị cấm tuyệt đối. Nhưng tại đây, lệnh cấm gần như không tồn tại. Không chỉ được lưu thông thoải mái, tại các xã như Xuân Tiến, Xuân Kiên, hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn được thoải mái sản xuất buôn bán xe tự chế với quy mô lớn. Những chiếc xe sau khi được xuất xưởng được trưng bày hàng loạt và công khai ở khắp đường ngang, ngõ tắt. Máy móc là bọn em bảo hành cho nửa tháng. Vì bọn em khi lắp vào ấy là đã phải kiểm tra hết rồi. Nếu mà mình được quyền đổi mà. Nếu mà mình có trục trặc cái gì mình tháo là đổi luôn. Chứ việc thì phải đưa đến cho khách chẳng bắt đầu đi bảo hành nó xa xôi mới chết. Bọn em làm ít khi phải bảo hành lắm. Con này thì mình được chở khoảng bao nhiêu anh? Con này cứ chở cỡ 2 tấn 1 tư. À, cái này thì là nhập đâu anh? Cái này thì cái toàn bộ này là của những cái hàng này toàn bộ Trung Quốc hết. Trung Quốc đầu nói là bọn em chỉ làm mỗi cái này, mỗi khung này với thùng thôi. Máy móc là Trung Quốc. Máy móc là toàn bộ Trung Quốc hết. 10 con đi thì trong khoảng thời gian bao lâu thì có 10 con á? 10 con nếu mà 10 con ấy thì nó còn phải xem cái mẫu mã của anh làm như thế nào là chúng tôi mới tính được nó mới ra công được. Ví dụ như làm như thế này. Làm như thế này thì khoảng độ 10 con làm tầm cỡ khoảng độ 1 tháng. 10 con 1 tháng xong luôn. Xong luôn, hoàn chỉnh cho anh. Nếu mà ở đâu là phải làm luật đấy. Nếu mà làm luật đây tầm bao tiền hả? 5 một vài triệu. À, một luật luôn 1 năm vài triệu. 1 năm luôn, 1 tháng năm luôn. Không chỉ trưng bày sản phẩm và tiếp thị trực tiếp, nhiều chủ cơ sở còn tận dụng mạng xã hội để quảng cáo một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tiến, riêng tại Xuân Tiến có hơn 20 cơ sở sản xuất buôn bán xe tự chế. Từ Xuân Tiến, Xuân Kiên, những chiếc xe như thế này được bán cho người dân ở hầu khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Từ năm 2007, chính phủ đã ra nghị định cấm công nông xe tự chế, xe ba bánh tham gia giao thông. Nhưng với tình trạng trên cấm, dưới buông cho sản xuất đại trà và lưu thông thoải mái như thế này, nguy cơ thất bại của một chính sách lớn đang hiện hữu trước mắt. Đâu là trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý về thực trạng này, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh ở những chương trình sau.